ngài đã đến rồi. Con người sẽ biến đổi cả thế giới ấy, sắp đản sanh rồi. Đề nghị của em hay, tại sao ta đi? Chúng ta có thể nghỉ chân ở đây một đêm. Đã từ lâu ta không được như dạng. Chỗ này vẫn đẹp như vậy, ghi lạc đầu tiên cảnh. Đúng vậy kìa. Chị à, chúng ta đến bên gốc cây kia nghỉ ngơi một lát đi. Em sẽ đi lấy chút thức ăn đó. Chapati. Chị à, Nasika, Vincent, chủ mẫu ơi, kính mời mang lại đây đi. Tên hoàng hậu có chuyện gì rồi nè? Cố lên chị, một chút nữa thôi. Chị cố bám chặt vào cành cây kia mà lấy sức. Ngài tuyên bố sẽ đến và cuối cùng ngài đến. Em chúc mừng chị, chúc mừng chị là một bé trai. Này hỡi mẹ của đất trời, chúc mừng người, một vị nhân cao quý đã đản sanh rồi. Ngài đã nhìn thấy được điều gì thưa tiên nhân? Ta đang nói về Suvarana. Dương thành Kabi La Mật, Dương Linh Điện. Đúng là tuyệt đẹp. Nó một thánh cao sẽ ngự trong tâm của mọi chúng sinh. Nô tỳ chưa hề thấy đứa trẻ nào đẹp như thế này. Hãy nhìn xem, đứa trẻ đang cười kìa. Bệ hạ mà nhìn thấy đứa trẻ, chắc là sẽ rất vui mừng cho mà xem. À phải rồi, Nalasa, thật là một phước lành cho ta được sống trong thời đại của bậc vĩ nhân ấy ra. Xin hãy nói cho tôi nghe, làm sao để miêu tả được những dấu tích thần kỳ của ngài? Chị đã có quyết định chưa? Chúng ta cũng nên đặt cho Dương Nhi một cái tên thật đẹp đúng không? Siddhartha. Buddha.